Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô là gì? Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực, cơ khí, tự động hóa, điện điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về lĩnh vực khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô, loại phương tiện giao thông vận tải thông dụng và có số lượng nhiều nhất hiện nay như điều hành sản xuất phụ tùng, điều kiện và lắp ráp ô tô, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô. Công nghệ kỹ thuật ô tô học những gì? Lựa chọn học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, bạn sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ khí ô tô, máy động lực, hệ thống truyền động, truyền lực, cơ cấu khí, hệ thống điều khiển, để có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật liên quan đến ô tô. Ngoài ra, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô cũng như hoạt động điều hành sản xuất phụ tùng, điều kiện và lắp ráp, góp phần cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện cũng như phương thức kinh doanh ô tô trên thị trường. Học công nghệ kỹ thuật ô tô ra trường làm gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như kỹ sư vận hành, giám sát, sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, máy động lực tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ô tô, kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô, nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô. Học công nghệ kỹ thuật ô tô, bạn cần những tố chất gì? Để học tốt ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, bạn cần có những tố chất sau: sức khỏe tốt, kiên trì và không ngại khó khăn, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, ham học hỏi, thích tiếp cận cái mới, yêu công nghệ, thích sáng tạo và đam mê lĩnh vực ô tô. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô xét tuyển những tổ hợp môn nào? Những tổ hợp môn bạn có thể sử dụng để xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại một số trường đại học có đào tạo ngành này đó là toán lý hóa, toán lý tiếng Anh, toán văn tiếng Anh, toán hóa tiếng Anh. Như vậy, với những tổ hợp môn này, bạn sẽ có kế hoạch học tập và đầu tư ôn luyện những môn này hợp lý. Vừa rồi là những thông tin về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô dành cho những ai yêu thích và mong muốn lựa chọn theo đuổi ngành học này. Bạn có thể xem thêm thông tin về những ngành học khác bằng cách nhấp vào các đường link bên dưới nhé.